mình chỉ sẽ làm cá mối ha, cá mối chiên hành tiêu ha, ướp hành tiêu. Cá mối mình chiên mình lựa nó nhỏ thôi bạn. Cái này đánh vẩy ra ha. Lấy mấy chỉ ra. Lấy sạch ra ha. Rồi, sau khi mình làm sạch cá nè ha. Cá đã làm sạch ha. Giờ mình sẽ bắt đầu bỏ gia vị vào để đâm ha. Ít muối. Ớt hai trái cho vào luôn. Hành này là mình cho vào hết luôn nha. Miếng đường nha. Rồi mình sẽ dán nha. Rồi sau khi mình đâm được cái hỗn hợp này ha, bắt đầu mình sẽ ướp cá nha. Mình sẽ bớt cá ra cho nó dịch dịch ha. Dẹp dẹp ra. Bếp cho nó dẹp dẹp ra cho dễ á nha bạn.
trong khoảng 15 phút ha, để nó thấm cá mình mới chiên nhé. Mình sẽ để trong vòng 15 phút ha. Mình sẽ chiên. Chiên nhé. Thank you.
Chưa có dễ bể ha, bạn chưa cho cẩn thận ha. Quá đẹp ha. Như vậy là đạt rồi ha, quá ok nha. Cực kỳ ngon nha. Chung chịu khó nấu thì có được những cái món ăn rất là ngon, không đi tiệm ha. Này cá muối xuất hành tiêu một bữa cơm. Rồi xong rồi bạn, hoàn thành